này giờ nữa trời. Nhà này viết như hoạt hình như này này phải cúng kiến đồ lại mới được rồi. Được rồi. Vậy làm mâm cơm cúng đi chị Huệ ơi. Ừ. Cúng ngày qua ngày kia rồi đó mà không có ngày thì mình thì xuống rồi đó. Coi chừng hôm bữa chị hứa đó, chị hứa chị nói là gia đình xuống sẻ xuống tóc qua chị không mà chị Huệ nói là đợi. Nay nay đám đẻ tôi cứ đâm chơi nhưng đến tôi đẻ mà. Hứa mà uy tín mà. Thiệt tình đúng không? Hôm nay đầu để thờ ông bà mà giấy cạo đầu cạo cổ bà mẹ đó thương con mà có gì đâu, lâu lâu ngày mấy chục năm mới có đứa cháu mà. Rồi thánh đi đâu nữa rồi, thắm bao nhiêu buồn rồi kia rồi tính dạ. Cuốn đồ đi rồi cuốn đồ dạ, đi nhà này sửa sang rồi đem đại dưới quăng đầu thôi á, có lại đem đại dưới nó quăng cái đầu thôi em sang á. Sang thì chú nói nó quơ quơ đậu thôi nè. Rồi đem tiền quơ quơ chọc tức kinh vũ lấy xuống đây luôn hả, quay clip clip ha. Bây giờ anh Đức, anh Đức có tiền á, mua. À, cũng như là Mạnh Dũng qua đây chút xíu qua, em hỏi thăm cho rồi cái chuyện nè. Mạnh thằng Quân cho... Nói một lần luôn cho rồi đi, em dẫn cho rồi. Đây nè, anh Dũng bớt căng thẳng đây, hút thuốc đi anh Dũng. Nói một lần một tại vì có nghĩa là anh Dũng cũng bực bội là do ngày hôm qua em thấy thằng Sang á, với Nhí qua lấy tiền qua quê, anh Dũng anh bực bội. À, cho nhận gì. Ôi, bà quá tôi phái tiền lắm hả vậy? Ở đây người ta bảo, anh Dũng không bưng vào chứ nắm được. Anh Dũng làm được ha. Bước vào anh nắm được. Ai cần tiền của ổng còn cần tiền của ai. Bước vào cũng sống được, ai cần tiền của ai. Thương cho thôi, đậu hoài, nói này nó kia hoài. Mấy ngày qua anh cho anh ảnh á, 200 ngàn, em 200 ngàn. Nhưng mà chị vui không, cái đó chị vui không? Vui chứ, mà sao mà ông nợ ông bà mà quậy hoài luôn á. Quậy nha. Tức là chị Huệ nói mình cho thì không có chuyện. Mà mấy người kia á. À, giờ nhận có cái bếp ga này. Với cái bình ga là có chuyện qua, hoài luôn phải không? Qua là cái bình ga này nè, với cái bình với cái củ gạo á, bao gạo á. Căng tới giờ luôn á. Trời ơi trời. Có nhiêu đó hoài luôn à. Là Dũng vô ngồi em nói chuyện chứ. Gạo này gạo người ta cho làm gì nãy luôn. Dạ, cái đó vậy chứ. Ngồi thôi, cái đó mình nói gì nói với mình không làm được tệ vậy. Ngồi với Dũng. Hoàng đó. Anh Dũng bớt căng lên. Rồi. Chị hoài chà. Dạ. Dạ. Rồi ngồi xuống đi. Tỉnh đi. Chị hoài xuống đi. Gạo anh không có được làm gì anh Dũng ơi. Rồi cái cho anh Dũng bớt cái đi chú Huệ. Anh làm vậy mà tội chết. Rồi. Tội lắm. Chú Huệ ngồi xuống đi. Bà giữ cái tập gạo rồi. Gạo ổng vô rồi. Mình không có người này thương thì người khác thương anh Dũng thôi. Giờ tôi hỏi cô bác ở trên cộng đồng nè. Bây giờ đó. Nó nói như vậy nè. Nó đúng hay là nó sai? Sai rồi. Nó không đúng, không đúng đâu. Để cho anh Dũng yên đi chứ có đâu mà. Ồ thì cái Mạnh Thường Quân mà đòi lại quà trời. Nhưng mà của cho là không có đòi được. Nói thẳng là như vậy, anh cho tôi quà nó không có chuyện đòi. Tôi sai sao đòi. Vẫn tôi không trả đó. Anh làm gì? Bữa nay anh thích tôi anh tặng cái đồ anh đòi lại. Nên là anh Dũng đừng có nóng. Tôi đâu đi kiếm nó đâu. Tự lại nó kiếm tôi chứ tôi kiếm nó đâu. Thì bây giờ sẵn anh nói luôn, anh nói thẳng luôn. Ừ bây giờ cho tôi rồi tôi không trả. Ừ, vậy thôi. Cho tôi rồi tôi không trả đó. Ừ. Còn ai làm gì thì làm đi. Dạ. Cho người ta còn không có được quyền. Vậy mấy anh đi. Ừ, có cái đồ cho rồi là không có trả. Đó, không có trả. Không có đòi nữa, khỏi có đòi. Từ đó giờ các anh mấy anh có nghe cái chuyện mà của cho rồi đi đòi. Ví dụ cho tiền tôi đi. Ừ, anh nói tôi muốn xài gì tôi xài hết mẹ. Là anh đòi tôi tiền tôi trả. Thấy không? Nên là bây giờ khỏi có nói chuyện đòi đi. Anh Dũng nói thẳng là không trả đó. Bây giờ cho mà trả anh gì? Cho bây giờ á. Nghe anh nó thương con ấm, mình thương con ấm. Chứ không phải cho em. Ừ. Chứ không phải cho em đâu. Ừ. Mà bây giờ á, cho con nhỏ mà giờ đòi lại, thằng nhỏ buồn cho khóc. Ờ, phi lý ghê không? Ừ. Qua dục cái đâu ba ông đầu tôi chắc. Em ông em mà cái gia đình này dục đầu á, ngổ. Rồi ông này mới nắm đi. Nè, mấy anh em làm gì tập tụ đi, quay YouTube hoài vậy? Ừ. Dũng cũng cho mấy anh em YouTube này quay nữa nha. Gì vậy? Gì nữa hả? Gì vậy? Gì vậy? Bắt máy đi. Rồi, dạ, anh quay chút xíu làm gì vậy? Ấy thì cho quay đi, không cho quay nữa nha anh Dũng. Dũng. Cái gì anh đâu vậy? Nữa là tôi không cho anh ở đây nữa đó. Thôi làm gì đâu anh? Mấy anh này cứ tập tụ ở đây tối ngày à. Chết hết. Rồi. Anh Dũng. Rồi anh Dũng không có cho quay nữa nha. Ai vậy anh Dũng? Anh em vậy? Có gì đâu anh, quay cái này giúp quay. Nãy giờ tôi nghe ồn ào lắm á. Tôi đang quay người ta giúp mà anh làm gì vậy? Gì giúp cho thấm rồi mà. Trời ơi. Ôi trời ơi, trời ơi luôn rồi, sập luôn rồi. Trời ơi. Căng thôi rồi. Mà. Ôi. Cái này ăn không có được ăn, tốt tiền lắm á. Ừ. Thôi chị Huệ đừng chỉ, bà chỉ nghe đó, học từ quan luôn á. À đem vô cắt đi. Không thấy thôi, không để ý thôi. À, nhắc ông chị. Bà chỉ ông nữa. Nè, nó Dũng nghe nè, đã đồ cho tặng rồi là không có đồ lại được. Cho nên giờ ai nói gì kệ họ nghe.
nó nói con quỷ hôm qua điện về nó nói là nó mạnh thường quân là chính xác là nó vợ của người ta. Người ta la kìa, mày nói hoài. Coi là cái đó nó đúng hả, nó sai. Ngoại ơi, bà ngoại vẫn chọc ngoại ơi. Bây giờ không dài thì trả rồi, nó trả lại nó. Không, không có trả, đồ cho mà trả gì. Đồ cho là không có trả. Cho mà trả gì. Chừng nào mấy anh cho tôi mượn á. Chừng nào mà tôi có đó đó, tôi mới là lạ đó. Nó đòi qua, nó kêu xa rồi qua sửa tôi ở. Tôi không bao giờ. Mà thằng Dũng này mà có mở miệng xin thằng xa cắt nhà tôi ở là trời, trời trừng phạt tôi, trời đánh tôi cũng được đó. Ừ, trời ơi. Nhưng mà cũng nhiều người ta hiểu cho anh Dũng mà. Ông giờ cũng mấy chị khác cho anh Dũng đâu có đòi lại đâu, sợ. Mà ông cho tôi mấy triệu. Ừ. Mấy gì bạn? Tôi có 2 triệu đi về cái đầu. Cho thêm đứa bé ra. Bao nhiêu tiền? Đi mà tính đi. Đây rồi, nó cầm cái túi gạo luôn rồi. Nó đè ép người ta, nói ông Phương một hay là ông Phương suối tôi. Ông Phương nào suối? Mà ông nói rồi đó. Anh nói mày đúng không vậy? Nó có được bao nhiêu tiền mà nó đè ép người ta? Nó đã giờ ông Dũng được một cái vụ mà anh em vừa xuống mình cho anh Sang rồi luôn ngơ rồi đem ra cái bông rồi. Mà đem bông mạnh quân tặng cái tiền quê, mặn cái làm sao rồi chuyển sang tặng cho Nhí. Rồi quay lên, anh Dũng thấy Sang á, nó vừa quên, anh Dũng bực bội, rồi. Tôi đâu cần xin mấy cái tiền nữa đâu. Tôi đem cho ai ra cho, đừng qua trước mặt tôi được rồi. Kêu thích á. Có kêu tên anh không Dũng? Đáng lấy ra là cái không, tiền. Không, lại kêu tên tôi luôn nè, nó không qua quê trước mặt Dũng là cho Dũng quê luôn. Trời vậy là nói vậy luôn hả? Ờ. Dũng quê á. Vậy vậy? Mấy hôm nay mày đánh thức nè. Chứ mày đâu nắm nãy luôn á. Chị Huệ có miếng nước cho anh Dũng nè, chị Huệ đừng có... Sao mình giúp người mà làm kỳ vậy? Đừng nước, đừng nước, đừng nước, đừng nước đi. Đi ngủ đi, sáng hả tính. Ngoài đây tới luôn á. Ngoài năng nỉ rồi. Ngoài nói về trăm không? Ngoài trăm rồi. Ngoài trăm thôi không ạ? Trăm rồi. Ngoài không có vuốt được. Ngoài nói được có đâu. Nói cái đầu bông đó bao nhiêu tiền? Chừng 2 triệu bạc là hết lốc rồi. Yeah. Anh Dũng làm dư sức mua. Dũng không giờ đâu có thèm lấy tiền đâu. Bây giờ tôi nói được thuế rồi, vui ra nhà. 40 ký hết. Tôi đem giả mà không bây giờ. 1000 ký. Dũng ăn hết 100.000 ký lận. Nói chung là ai chưa lục cho, mình, ai cho mình quý, ai cho mình cũng cảm ơn hết trơn mà sao mà cho xong rồi lè ngàn kỳ quá. Rồi. Tôi kém cho chứ tại tổ luôn thôi, ở tụng được đó. Thôi nè. Ai đâu ai đâu. Tập tao. Ai đâu nhỏ đâu. Ờ ai đâu. Mẹ đó. Tôi đừng léo hắn lên đây. Bây giờ là sửa bạn là làm cho cho ngoại rồi đừng ngoại nữa. Ờ. Đừng có nắm nữa. Bớt bớt thôi. Dũng rồi có cháu rồi đó Dũng rồi. Chị Huệ góp nước cho anh Dũng hay gì Huệ? Chụp nước chụp nước chụp đi. Nó chọc tức tôi. Góp chồng ly nước chị Huệ ơi. Em đây ta thương mà có gì đâu. Bây giờ người ổng không cho. Đã tôi nói rồi, tôi nói cô bác á, giúp cho con Thắm mày giúp, chứ không giúp được thì cũng vẫn cảm ơn. Dạ. Không giúp được thì cảm ơn nhiều rồi. Mà nói vậy mà nó còn ở làm tới hoài luôn. Kiếm chuyện hoài ha. Bây giờ người ổng không cho, mày mình cũng cho. Ừ. Trong năm 10 ngàn tôi đi bươi vào chút cũng có tiền tôi xài nữa. Dán cây nước đá là đủ rồi. Hai ngớt à. Hai ngớt. 10 ngàn. Đâu chứ hết giờ là 40 ngàn rồi đó. 10 ngàn cũng ăn nữa. Rồi. Hai con nửa ký rồi. Hai ngớt bự hơn nhá chút thôi, 10 ngàn thôi. Năm nay thôi giờ mấy bữa nay sẵn anh em quay anh Dũng nói giờ thôi bỏ qua cho anh Dũng rồi đừng nói tới anh Dũng nữa, nói vô đây nè. Tha cho anh Dũng đi. Ta coi được thì ta không quay không nói tới anh Dũng nữa. Anh Dũng mà sáng giờ đi bỏ nguyên ngày luôn á. Rồi mới về nên mày nghe tiếng thôi, nghe có chuyện nữa rồi. Dạ anh gửi lời qua cái mấy anh em à. Gửi qua đi. Anh gửi lời trước máy quay đi. Sáng giờ cứ ăn uống không, tôi gửi lời đó là chạy qua đây đó. Có gì nói. Không anh cứ nói gì. Anh cứ nói thôi, anh cứ tôi gửi lời anh em. Giúp được thôi. Giúp được thì tôi rất cảm ơn. Không giúp được tôi cũng cảm ơn luôn. Các anh em đừng nói động tôi luôn nữa. Vậy là thôi. Đó. Xá luôn, lại luôn. Lại đó, không có lại. Lại luôn. À, giờ muốn bình yên thôi, không có muốn gì khác hết. Rồi, vậy. Đừng có mai mốt, đừng có đem tướng Kha qua nữa nha. Rồi. Giúp cho Thắm thì giúp, đừng nên động cái anh Dũng. Mấy anh này nè, cho mua đồ, cho nánh nhiều bạn, cho mấy cái gì đó, anh đang cho nhiều quá. Trời ơi, bỏ điện qua, hôm qua bà nói anh xài tiền lắm. Mà tôi xài tiền đó mà nào? Anh đang cho nhiều hơn á. Anh Dũng là xài tiền của Mạnh Thường Quân cho riêng, chứ không lấy tiền của Thắm. Anh tăng vô mọi lần nè. Mà hãy tiền gì anh cho nè, anh cho nhiều hơn á. Anh tăng vô mà không dấn chứ anh ơi. Thầy có người hỏi không á. Anh ăn nhiều nước mẹ nè. Hỏi không, chứ nặng luôn á. Huệ này cũng căng quá ha. Nó bức xúc.
Hôm nay mình ăn được bún à? Giờ Thấm đâu có tiêu rồi kìa, muốn kiếm Thấm đi đâu tiêu rồi đâu rồi kìa. Rồi Thấm ăn cơm nước gì chưa chị Huệ? Nãy đâu ăn nó. Đó, ông trên mở clip lại coi chút xíu là có nó lên nữa nè. Kêu Thấm đem máy vô coi. Thấm đang ngồi khóc ngoài á. Khóc đầu nó bấm điện thoại kìa. Kìa đang khóc ngoài kìa. Thấm cho bé Thấm giùm ha. Nó cũng qua cái hành động cũng như là phía trước mọi người đó chỉ biết khóc mà thôi, không biết nói gì ha. Nói gì cũng rất là khó. Nó thấy ba nó như chuyện gì nó buồn đó ha. Nhìn Thấm là anh em cũng buồn như chị ơi. Thái khóc như vậy. Bởi vì Thấm ơi, Thái điện thoại đâu rồi, điện thoại của Thấm đâu. Quá nhỏ không có biết kiếm gì chứ. Ngoài. Thôi đi Dũng ơi, bà giờ nhắm mắt rồi nè. Nói thật anh Đăng vui vẻ cho tôi được rồi. Ừ. Còn mấy cái tấp kia tào lao đừng có qua gặp mặt tôi nữa. Ừ. Bây giờ mấy anh mày thì quay thì đừng cho tha ba nữa. Không, em đâu có cấm được do anh Dũng rồi à. Em không quay quá do anh đó. Tụi em cũng đi quay chia sẻ thôi, còn anh kia tha gì đó thì quay để anh Dũng tự giải quyết.